Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi, nhà bố mẹ đẻ con ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, lúc bé vào buổi chiều mẹ con đi chợ, mấy chị em chơi ở sân sau nhà, con nghe rõ tiếng mẹ gọi oanh ơi, chị em con chạy lên không thấy mẹ đâu, khoảng một tiếng sau mẹ con mới về. Con hỏi bây giờ mẹ con mới về à? Mẹ bảo ừ, năm 1993 mẹ con mất, sau khoảng 6 giờ con nghe tiếng mẹ gọi oanh ơi. Lại một đêm mùa hè nóng bắc, con nghe tiếng người đàn ông lớn tuổi nói trên đầu giường là cất đi con. Năm 2015 bố con mất, cũng ít ngày sau con lại nghe tiếng bố gọi vào lúc sáng oanh ơi, nghe mà rùng rợn cả người. Cái này mà ai mà ở nhà một mình mà đang nghe thầy giảng nghe cái câu chuyện này thì có khi tóc gáy bắt đầu nó cứ dựng đứng lên khiếp cả người. Này mà đi vào thăm địa ngục của sư ông Tâm nữa thì sư cô Anh Nghiêm ở nghe thấy tiếng các cô ấy đọc ở trong địa ngục, cảnh địa ngục ở dưới chân đại tượng chùa Khai Nguyên thì khủng khiếp nữa. Gọi vào lúc sáng oanh ơi, ở phía sau cửa sổ tầng 2, vì lúc này con đã xây nhà tầng, xin thầy giảng giải cho con biết vì nghiệp nhân gì mà con nghe thấy tiếng như thế, con cảm ơn thầy. Hãy đọc kinh Địa Tạng đi. Phật tử này đọc kinh Địa Tạng đi, sẽ thấy gì? Có những cái nghiệp nhân ở trong đó. Đọc đi. Kinh Địa Tạng Đức Phật nói rồi. Đọc và suy nghĩ đến cái đoạn mà gì? Hồi hướng cho gì? Cho nói về công đức hồi hướng cho gì? Cho người đã khuất, đã mất. Đó. Sẽ thấy cái... Không nói rõ về điều này, nhưng đọc và suy nghĩ đi. Tôi để cho Phật tử này suy nghĩ xem có ngộ ra cái gì không. Đấy. Cái cơm thì nấu lên rồi thì tự mà ăn đi. Đấy, chứ thì đừng để tôi không bón, trường hợp này tôi không bón cho ăn đâu. Mà lớn rồi, trường hợp này lớn rồi, để tự ăn. Đấy, đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng và nghe giảng hết 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất và 670 lần giảng lần thứ hai kinh Địa Tạng thì tự nhiên sẽ ngộ giai đoạn này thôi. Mà lúc ngộ thì để sâu lắm. Đó.